Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với 12 nguyên âm. Trước tiên là âm y dài. Y, y. Các bạn cần phải đọc âm ngân vang y. Giống như trong từ read, read. Hoặc âm y ngắn. Âm y dài sẽ có dấu hai chấm sau chữ y. Còn âm y ngắn thì không có dấu hai chấm. Chúng ta đọc là y. Ví dụ sit, read, sit. Hai âm sẽ có độ ngân dài khác nhau. Tiếp theo là âm u, u. Ví dụ như trong từ book. Thế còn âm u dài sẽ có dấu hai chấm, u. Ví dụ to, to, book, to. Tiếp theo là âm e. Ví dụ như trong từ men. Thế nhưng danh từ số ít của men chúng ta không được đọc là men mà chúng ta phải đọc là man. Đây là âm e bẹt. Âm e bẹt tức là giống như chữ A và chữ E. Thế nhưng nếu như chúng ta không đọc rõ chữ E thì chúng ta đọc rõ chữ A, đúng không? Chúng ta đọc là man, man. Tiếp theo là âm ơ. Ví dụ America, America. Cả hai âm này chúng ta đều có âm ơ, America. Và cuối cùng trong bảng này chúng ta sẽ có âm ơ dài, ơ. Các bạn cứ nhớ là có dấu hai chấm thì âm đấy cần phải ngân vang hơn. Ví dụ như từ này chúng ta đọc là ơ, word, word. Tiếp theo chúng ta hãy đến với bốn nguyên âm cuối cùng, đó là nguyên âm o. Ví dụ not. Và âm o dài các bạn đọc như thế nào ạ? Chúng ta hãy thử xem. Chúng ta đọc là o, o. Ví dụ short, short. Âm này là âm á, âm á, giống như chữ á trong tiếng Việt, đúng không ạ? Á. Ví dụ chúng ta đọc là but, but. Thế còn âm này là âm a dài, a. Ví dụ part, part. Đấy chưa ạ? Chúng ta đến đây là chúng ta đã học xong 12 nguyên âm, 12 nguyên âm. 8 nhị trùng âm của chúng ta thì sẽ là sự kết hợp giữa một trong số các âm của 12 nguyên âm này. Trong 12 nguyên âm này chúng ta sẽ kết hợp hai nguyên âm để tạo thành nhị trùng âm, diphthongs. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đến với 8 nhị trùng âm.